như người đi buôn mang nhiều của báo mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao, như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc như thế nào, thì các người cũng phải tránh xa điều ác như thế ấy. Thì xin thưa các vị, cái này Đức Phật cho thí dụ. Đức Phật đưa ra hình ảnh một người đi buôn để tránh xa con đường ác, và một người muốn sống phải tránh xa thuốc độc như thế nào, thì ở đây chúng ta cũng phải tránh xa điều ác như thế. Câu này nó xuất phát từ cái thời mà Đức Phật ở Tinh Xá Kỳ Viên. Có một phú gia nọ, ông đi buôn, và trên đường ông đi buôn, ông được thông báo rằng là qua đoạn rừng này sẽ có bọn cướp, nó sẽ chặn, nó lấy hết đồ của ông. Và vì vậy ông mới tìm đi con đường khác, và bọn cướp cũng rất là tinh khôn, nó cũng tìm con đường khác để nó chặn, để nó đánh cướp của ông. Và cuối cùng không còn cách khác, ông phải bảo toàn được cái số tài sản của mình, và ông quay về cái nơi của mình một cách an toàn. Và câu chuyện này khi đến tai của Đức Phật, và Đức Phật dựa vào hình ảnh đó, Đức Phật nói cái cách mà người thương buôn nọ, phú gia nọ bảo hộ tài sản của mình như thế nào, thì các ông cũng phải tránh xa cái những điều ác, mà cũng như cái người thương buôn nọ mà tránh xa những con đường nguy hiểm. Như vậy thì cái hình ảnh này cho chúng ta những cái thí dụ rất rõ ràng. Điều ác là cái dở, cái xấu, cái tệ, cái tội lỗi mà từ cái phẩm đầu tiên tôi đã phân tích với tất cả các vị rồi. Và cái đó nó làm chúng ta khổ đau, làm người khổ đau, mà chẳng những khổ đau một đời mà khổ đau đến nhiều đời. Chúng ta nên nhớ vậy. Cái ác nó làm chúng ta chẳng những khổ một đời mà khổ đến nhiều đời. Cho nên ở đây, cái người chúng ta có tu tập là người trí. Tôi phải nói là như vậy. Cái người mà sống quá thực tế với bản thân mình, thì cái người đó trước mắt chúng ta cứ tưởng như họ sống khôn. Nhưng mà tôi không biết cái khôn của họ như thế nào, nhưng cái giá của họ phải trả, tôi thật sự với các vị, tôi nhìn thấy tôi rất là sợ hãi. Phải nói là như vậy. Nói cái việc mà nói thiệt với các vị, hàng ngày tôi đọc báo trên các trang báo, tức là cái cách đọc báo là mình coi nó phản ánh cái xã hội đang là. Báo là những cái nó phản ánh xã hội một cách gần gũi và chính xác nhất đó. Và chính cái mình đọc báo đó, nó làm cho chúng ta nhận thức về xã hội, mặc dầu chúng ta chẳng đi vào xã hội. Chúng ta không cần phải đi đến quán bar, chúng ta mới hiểu được nó là cái gì trong đó. Chúng ta không cần đi đến quán nhậu, chúng ta mới hiểu được nó là cái gì trong đó. Chúng ta cũng không cần tham gia ma túy, xì ke gì đó, chúng ta mới hiểu được việc đó. Chúng ta cũng không có cần phải đi tham gia với nhiều cái nơi khác, chúng ta mới hiểu. Chúng ta chỉ cần lướt trên các trang báo, chúng ta đã hiểu họ hoạt động và họ làm gì, và phản ánh chính xác của xã hội đang là như thế nào. Và các thế hệ của chúng ta, thế hệ lớn, thế hệ đang là, thế hệ trẻ, thế hệ tương lai đang như thế nào, chúng ta chỉ cần xem trên các trang báo, nhất là các trang báo điện tử, thì chúng ta chỉ nắm một cách khái niệm toàn diện về một cái phần nào đó trong cái sự phản ánh về xã hội. Đôi khi các vị thấy tôi nói chuyện lung tung, các vị nghĩ chắc là tôi do thám mà tôi đi đến những nơi đó thế này thế kia. Cần gì? Tôi nói thật với các vị, tất cả mọi việc bây giờ không có cần gì chúng ta phải đích thân đến đó, chúng ta mới biết được nó. Chúng ta chỉ cần tra cứu một từ khóa nào đó lên trên Google hay là các trang mạng, chúng ta cứ gõ vô trong đó hàng ngàn hàng triệu các cái thông tin về những cái chuyên đề đó, chúng ta mặc tình mà tham khảo. Nhưng nó đòi hỏi chúng ta một điều là chúng ta phải có kiến thức để chúng ta phân biệt những thông tin đúng, những thông tin sai, những thông tin mà nó nguy hiểm. Cái này nó đòi hỏi cái đó thôi. Chứ còn chúng ta gõ một từ khóa thì biết là hàng trăm hàng ngàn cái thông tin như vậy. Phần còn lại là do chúng ta chọn lựa. Chúng ta chọn được cát hay là chúng ta chọn được vàng, tùy vào sự hiểu biết của chúng ta. Cũng có những khi chúng ta vì internet, vì những thông tin trên mạng, chúng ta biến chúng ta trở thành một cái nô lệ cho sai lầm. Mà cũng từ những thông tin trên mạng đó, nó làm chúng ta tránh được rất nhiều sai lầm. Cái này tùy chúng ta. Cho nên có những cái bạn trẻ sử dụng internet một cách lơ lạc, đem đến những quan niệm bậy bạ, hoang đường, chứ không phải là chuyện bình thường. Rồi có những người vì tìm hiểu, vì học hỏi, vì tự đủ cái hiểu biết chính bản thân mình, internet là một cái trợ cho tất cả các vị về mặt kiến thức vô cùng lớn. Các vị có thể những cái gì các vị bí ở trong đầu, các vị có thể gõ lên trên Google, các vị tra tìm. Nó là một cái trang mà nói chung là
Bách Khoa Tự Điển Toàn Thơ, phải nói là như vậy. Không có một cái gì mà không có trên đó. Tôi nói thật với các vị, thông tin nào trên cuộc đời này có là ở trên mạng có một cách đầy đủ, thậm chí nó còn phong phú. Đôi khi chúng ta giờ khỏi cần mua sách, nhưng mà chúng ta có một cái đầu óc bệnh hoạn và lệch lạc, thì cái đó nó dẫn cho chúng ta đi bậy bạ cũng không tưởng. Nguy hiểm vô cùng. Thật ra đó cũng là một con dao hai lưỡi. Chúng ta có con em, chúng ta cũng cần phải thận trọng cái điều này, đúng không? Thận trọng những cái điều mà những con em chúng ta đôi khi nó chưa đủ tuổi trưởng thành, nó lạm dụng internet một cách thái quá thì nguy hiểm. Mà bây giờ những người bị nghiện về Facebook á, những đứa tuổi trẻ trôi trôi mười mấy, hai mươi mấy, thậm chí người lớn hơn cũng bị nghiện về Facebook. Có những người bị nghiện các vị, lên mạng viết nó cũng nghiện, nhưng mà cái nghiện mà nghiện không khéo nó biến con người mình trở nên ảo giác, không? Những thông tin trên mạng nó làm cho con người mình đó ảo giác vô cùng, nó làm cho con người mình mất đi phương hướng sống. Nó có những cái gì nó làm cho cái đầu óc chúng ta nó mơ mơ mờ mờ gì á, cho nên chúng ta phải để ý mỗi giờ mỗi ngày chúng ta xem bao nhiêu và cần xem những tin tức gì, còn bằng không rất là nguy hiểm cho chúng ta. Chúng ta cứ bấu vào trên đó. Bởi vì mấy đứa nhỏ bây giờ, các vị thấy phần lớn mấy nhỏ đeo kiến hay không? Mấy chục năm về trước các vị thấy ở xã hội này á, được bao nhiêu người đeo kiến? Những giới trẻ đeo kiến mấy người, chúng ta thấy phần lớn người lớn, ông già và những cái người lớn tuổi mới đeo kiến, đúng không? Bây giờ mấy đứa 3, 4 tuổi, 4, 5 tuổi, 7, 8 tuổi, thậm chí có những đứa 9, 10 tuổi hỏi đeo kiến mấy độ con? 3 độ rồi thầy, hết hồn. Ghê gớm cái thân. Từ đâu? Chúng ta sử dụng cái con mắt của chúng ta với cái tia mà tia sáng của vi tính á, nó làm cho chúng ta dễ bị cận thị này kia kia nọ đó, ảnh hưởng về mắt. Đây là chuyện đương nhiên. Truyền hình bây giờ cứ hàng ngày từ sáng tới chiều lúc nào cũng có những thông tin, rồi cứ dán con mắt lên truyền hình. Từ 4, 5 tuổi đã dán con mắt lên truyền hình rồi. Nói đừng có đeo kiến 3, 4 độ sao được. Cái này á, nguy hiểm lắm. Cho nên cái thời gian nào sinh hoạt, giải trí, vui chơi, đọc sách hay là sử dụng như thế nào, các vị người lớn các vị phải biết. Chứ đừng nghĩ cái đó là tự do rồi, không có tốn tiền, ở nhà cứ bấm lên nè, truyền hình này cứ bấm nè, internet này cứ xài nè con, bấm tứ tự do, cứ bấm, bấm giết đuôi con mắt luôn. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy, để ý, đừng có để có những cái nguy hiểm. Chúng ta lạm dùng quá là không có được. Cái gì cũng vậy, cái gì lạm quá là không có được. Cho nên chúng tôi muốn nói với tất cả các vị, tất cả những cái gì nó phản ánh những thông tin mà chúng ta cần tìm hiểu đó, thì bây giờ trên mạng nó có đầy đủ, thấy không? Cho nên vừa rồi cái cô này ở Mỹ, cô điện thoại về, cô nói với tôi á, chồng cổ bị nghiện, mà bị nghiện xét á, bị nghiện về ba cái loại mà dụng cụ chơi á, đã làm khổ cổ vô cùng đó. Và bây giờ á, là khi mà đưa ra luật pháp á, là cái đó kêu án cũng cần là 8 năm tù nếu mà để gọi là thưa ra, do cổ bị ngất xỉu và đưa vào bệnh viện và bác sĩ người ta khám, người ta biết về cái chuyện đó như vậy, chứ cổ không có đi tố giác về điều đó. Và bây giờ cái mối quan hệ của gia đình trở nên tổn thương và cổ mới thưa hỏi là việc đó như thế nào. Và đôi khi cổ bây giờ cũng quyết định cái việc đó về thân phận cổ, trong khi cổ mới qua Mỹ có hơn một năm thôi. Và nó có nhiều ảnh hưởng đến cho cả bản thân cổ và tương lai của nhiều thứ. Cho nên tôi mới nói với các vị đó, có những cái chúng ta tưởng tượng, chúng ta sử dụng bậy bạ, chúng ta đọc các thông tin bậy bạ mà chúng ta không có làm chủ được chính bản thân mình, cho nên dẫn đến mình nhiều sai lầm một cách quan tưởng như vậy đó, mà mình không nhận ra mình. Cho nên ở đây các vị thấy rằng khi mà chúng ta đọc cái điều này, chúng ta thấy cái ác là cái gì? Cái ác là những cái mà nó làm khổ mình và khổ người, và chẳng những khổ một đời mà nó khổ đến nhiều đời. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên tôi đọc trên báo, tôi thấy nhất là cái ăn, ăn bậy ăn bạ của chúng ta và những cái ăn nguy hiểm đó. Tôi nói thật, tôi lên tiếng hoài cái chuyện này như vậy. Đôi khi cái miệng chúng ta bị lớn mà vô tình nó tạo nghiệp cho chúng ta đó, nguy hiểm vô cùng. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời, tôi nói người Phật tử ăn nè, gà, vịt, heo, bò, trâu, dê gì đó, cá, tép, tất cả mọi thứ như vậy chưa đủ à? Chừng bao nhiêu món ăn đó nó chưa đủ với cuộc đời chúng ta à? Bây giờ chúng ta phải moi tất cả mọi thứ, trùng, dế, kiến, mối, giống gì đó.
Và chúng ta nào là tán gẫu, đó là ngon, là bổ, là cái giống gì á. Rồi chúng ta môi tìm những cái đồ ăn bậy bạ khác nữa. Nhiều cái ăn mà thấy rất là nó tổn thương. Vừa rồi cái ngày lễ hội thịt chó nha, ở Việt Nam những comment trái chiều nhau. Có người lên án, có người nói ăn thứ nào cũng là ăn, chó cũng ăn, con kia cũng ăn. Tất cả mọi người nói chung là cứ bên vực bảo vệ nhau như vậy. Nhưng mà chúng ta không thấy những cái điều mà quan trọng trong cái lương tâm đạo đức của con người. Thì chúng ta muốn ăn cái loại gì chúng ta ăn, không vi phạm luật pháp thì chúng ta cứ ăn. Nhưng mà tôi nói thật với tất cả các vị, chính cái ăn bậy ăn bạ như vậy nó mới dẫn đến một xã hội phức tạp và ghê gớm vậy. Các vị biết bản thân các vị được tồn tại nuôi sống các vị bằng cái gì không? Cái nguồn thực phẩm là cái nuôi sống cho tất cả các vị. Nhưng mà nếu cái nguồn thực phẩm các vị quá bậy bạ bệnh hoạn, thì cũng chính cái đó các vị nuôi đầu óc các vị trở nên bệnh hoạn. Cho nên bây giờ đừng nói là tại sao tội ác nhiều, dâm dật nhiều, hãm hại nhiều, tất cả mọi thứ nhiều, từ đâu ra? Chúng ta tự đưa tất cả mọi thứ độc hại vào con người chúng ta, rồi nó tự phát tác đi cái tâm tánh lệch lạc của chúng ta. Con người chúng ta tự làm mất đi cái thuần lương của một con người, cái thuần chất của một con người. Chúng ta nuôi bằng nhiều cái nguồn mà thức ăn một cách độc tố. Và chính cái nuôi bậy bạ đó mới làm cái đầu óc của chúng ta nó mất đi cái sự kiểm soát về lương tâm của một con người. Cho nên ở xã hội này có những người ăn có nết, thì tự thân người đó ít nhiều về tâm tính nó cũng có nết. Mà tự thân người đó ăn bừa bãi, thì tự nhiên tâm tính người đó nó cũng có một cái gì bừa bãi theo. Đó là nguyên tắc về quy luật, cho mà nói cách khác. Cho nên á, có những thức ăn ngày xưa, ví dụ bây giờ tôi nói với các vị này, dế nè, trùng nè, hay là ba cái gì đó, những gì đó sâu rồi kiến rồi mối gì đó, cái đó chúng ta cho gì ăn? Cho gà, vịt, cho chim đồ ăn chứ chúng ta có ăn bao giờ thứ đó? Bây giờ chúng ta ăn những thứ đó chúng ta cũng giống như gà, vịt, chim nha. Không khéo là chúng ta lên vậy á, mà chúng ta tự biện hộ, chúng ta tự lý giải biện hộ thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta không thấy rằng chúng ta đang tự cho phép mình biến chất của con người lần lần như vậy. Thì đừng nói là tội ác tại sao không tăng ở giữa cuộc đời này. Bệnh tật, tội ác, tất cả mọi thứ mất đi tình người càng ngày càng tăng với cái sự phát triển cái kiểu này. Tôi nói thật sự với các vị như vậy. Cho nên khi người tu hay là các Phật tử chúng ta có học Phật, chúng ta tự điều chỉnh mình bằng mọi hình thức. Điều chỉnh trong thức ăn, điều chỉnh trong nếp sinh hoạt, điều chỉnh trong tư duy, tất cả mọi thứ để làm sao còn dưỡng được cái tâm tính của một con người. Và còn con người chúng ta mới cảm nhận được hạnh phúc và tình người và cuộc sống. Còn bằng không con người chúng ta bị cái con nó chen nhiều quá, nó mất cái người. Ở đây là nguy hiểm, cái đó là báo động cho nỗi khổ đau. Và cái sự đó là rối loạn phức tạp của xã hội và nỗi khổ của muôn người. Các vị nên nhớ là như vậy. Cứ nhìn vào xã hội, chúng ta tự đánh giá, chúng ta tự biết. Khi các vị cuốn vào dòng của xã hội, các vị ít nghĩ ra cái này. Khi các vị sống như bao nhiêu người khác, các vị cuốn theo dòng của xã hội, thì chúng ta không có lối để nghĩ khác đi. Nhưng mà chúng ta tách ra khỏi xã hội, đứng ở một góc độ nào đó, chúng ta nhìn lại, chúng ta dễ dàng giúp cho mình thoát đi những cơn lốc như vậy, như là những cái dòng thác đổ một nguồn như thế đó. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên cái cách tu học của chúng ta, khi nghe pháp, khi tu học, đó là những giây phút để chúng ta tỉnh hồn lại và nhìn lại chính mình, dựa vào lời Phật dạy để chúng ta biết kiềm chế mình, rồi biết dừng mình ở một mức độ nào đó để mình sống nó tốt đẹp hơn. Tôi chưa nói các vị là thành Phật, thành trời gì cả, nhưng mà tôi chỉ nói các vị sống ở góc độ của một con người và làm hạnh phúc của một con người giữa cuộc đời hay là giữa xã hội này. Nó là như vậy. Và nhìn thấy những cái đó tôi thấy rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta tạo quá nhiều ác nghiệp thì chúng ta sẽ mất cơ hội làm người luôn. Tôi nói thật với các vị đó. Trong kinh Đức Phật đã từng dạy, phải không? Nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Một lần trong cuộc đời này mà để mất thân người, ngàn kiếp sau hiếm có, hiếm tìm trả lại. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mới đưa ra một thí dụ. Một con rùa nó mù mà ở giữa biển, 500 năm nó mới trôi lên mặt nước một lần. Một cái khúc cây nó có cái bọng ở trong, cũng 500 năm nó trôi qua biển này một lần.
mà con rùa đột nhiên tự ở dưới đáy biển nó trồi lên, mà nó để gặp khúc cây trong một thời điểm 500 năm qua lại như vậy, thì Đức Phật nói cái cơ hội mà cái con rùa mù á, mà nó gặp được cái bọng cây đó để nó được vào bờ, nó còn dễ hơn gấp trăm ngàn lần khi con người này mất thân này rồi tìm lại được một thân khác. Chúng ta thấy cái điều đó điều gì? Con người ai cũng là người hết á, vậy mà muốn giữ kiếp này kiếp sau khi chưa giải thoát, để được thân người, để sinh ra làm người, thậm chí làm người được tai mắt mũi lưỡi hoàn thiện, cái chuyện đó khó khăn vô cùng. Cho nên chính vì vậy mà kinh Tứ Tập Nhị Chương Đức Phật nói 20 điều khó. Trong một cái điều khó trong đó Đức Phật dạy là lục căn hoàn cụ nan, tức là sanh ra thân người được mắt tai mũi lưỡi đầy đủ là chuyện khó. Vì vậy ở đây chúng ta được thân người là một điều quý, mà chúng ta không biết bảo vệ thân người theo luật nhân quả thì một lần mất thân người này ngàn kiếp khó mà quay lại được với cái kiếp đời làm người của chúng ta. Đừng nói là đây là lời dạy của Đức Phật, chỉ là học thuyết trong Phật giáo. Luân hồi là một quy luật, sáu đường trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula là quy luật, không có cách khác. Nếu một khi chúng ta mất thân người rồi, mất cơ hội làm lành, chúng ta thấy chúng ta làm trong loài súc sanh chúng ta làm lành được không? Một vài loài làm lành được, ví dụ trâu chó rồi cũng làm lành được đó, làm công để trả nợ cho thiên hạ, chó giữ nhà rồi tất cả những cái loại mà nó cũng có thể làm lành được á. Nhưng mà rất là ít cái ý thức làm lành không có. Và nếu là làm tất cả các thân phận khác thì làm sao có cơ hội làm lành? Ở địa ngục làm lành được không? Ở ngạ quỷ làm lành được không? Nếu ở ngạ quỷ địa ngục làm lành được thì chúng ta đâu cần cúng 49 ngày hay là cúng hồi hướng kỳ siêu cho người quá cố này kia kia nọ, để mỗi hương linh tự làm lấy đi, mắc gì cúng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng để mất cơ hội làm người nguy hiểm vô cùng. Mà làm người chúng ta được bao nhiêu năm? Sanh ra trên cuộc đời 5 năm, 10 năm, 20 năm, 3, 40 năm, 7, 80 năm, cho 100 năm kiếp người cũng là quá ngắn ngủi so với dòng sinh mạng bất tận. Nhưng mà 100 năm tồn tại này để mất đi cơ hội thì bao nhiêu ngàn năm sau chúng ta không có cơ hội làm người là điều đáng tiếc. Và vì vậy ở đây chúng ta thấy một con đường đi rất rõ. Chúng ta gieo nghiệp súc sanh là phải tạo đi vào đường súc sanh, gieo nghiệp ngạ quỷ là phải đi vào đường ngạ quỷ, gieo nghiệp đi vào những thân phận nghèo cùng khốn khổ là phải tái sanh vào thân phận đó, gieo nghiệp vào trong cái gì đó để sanh ra đuôi mù căm ngọng là phải chấp nhận như vậy. Cho nên một triết gia nói là chúng ta không có quyền chọn cho chúng ta con đường sanh ra, nhưng mà chúng ta có quyền chọn cho chúng ta một phong cách sống. Cái câu này ông nói đúng. Chúng ta không có thể chọn được cho thân phận chúng ta sanh ra trong cuộc đời như thế nào, cái việc đó tùy vào nghiệp của chúng ta. Nhưng chúng ta là người học Phật, chúng ta có quyền để định hướng cho thân ta để trở thành một loại thân thế nào, cho dù loại thân đó chưa giải thoát. Học Phật chúng ta làm được. Dựa vào tinh thần của nhân quả, Đức Phật đã từng dạy rằng ai muốn biết nhân xưa, gọi gì nữa, xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây. Rồi sao nữa? Muốn biết quả báo sau này. Rồi sao nữa? Xét điều tội phước ta nay đang làm. Như vậy thì ở đây chúng ta nhìn cái thân phận mình đang có, mình sẽ biết rằng mình nhân tố gì mà mình có được cái thân phận này. Và mình muốn biết rằng thân phận này, tương lai của mình từ một đời đến nhiều đời như thế nào, thì mình hãy xét cái thân khẩu ý hành động từng ngày của mình, nó sẽ định hướng cho con người mình đi như thế nào. Cái điều đó người học Phật thấy rất rõ. Chúng ta chọn bằng cách là chọn cho mình một hạnh nghiệp để sống, đây là điều quan trọng. Cho nên cái điều ác chúng ta đáng sợ là như vậy, nó chẳng những làm khổ một đời đến nhiều đời, cái này là cái nguy hiểm vô cùng. Cho nên cái hành động làm thiện của chúng ta, nó chẳng những một đời chúng ta sống có ý nghĩa, mà nó làm chúng ta nhiều đời cũng được sinh ra trong một hoàn cảnh để chúng ta sống được an lành. Nhưng mà dầu thế nào đi chăng nữa, cái mục đích cuối cùng của đạo Phật không phải là cần cầu một thân phận mới trong cái kiếp đời sanh tử này, nhiễm ô này, trần thế này. Mục đích cuối cùng của Đức Phật là làm sao xả bỏ tất cả mọi sự ràng buộc của cuộc đời vô thường này là điều quan trọng, tức là chấm dứt sự sanh tử. Nhưng mà đối với một phàm phu như chúng ta, là một con người trên con đường tập tu, không có khả năng đó.
Nói không thì quá đáng, chứ chúng ta chưa đủ khả năng đó. Và mỗi một người tự cố gắng và dung bồi cho mình, tích lũy cho mình một chút công đức nào đó trong cuộc đời, để chứa dồn, giống như bài hồi nãy chúng ta đọc đó. Nhờ kẻ trí mà sở dĩ được toàn thiện là bởi chứa dồn từng khí ích mà nên. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng chính cái điều đó nó làm cho chúng ta hiểu cái gì? Hiểu ra một cái điều là chân lý sống cuộc đời là không hai. Nó là như vậy, là như vậy. Khi giác ngộ được Phật Pháp rồi, nó cho chúng ta cái cảm nhận này. Sống được thế nào tùy chúng ta, nhưng mà hiểu biết, nhìn nhận một cách chính xác cái đã. Và Đức Phật ở đây dạy, như một người đi buôn mang nhiều của báo mà thiếu bạn đồng hành, tức là không ai hỗ trợ mình, đơn độc, tránh xa con đường nguy hiểm. Tức là một bản thân này mình chứa nhiều của báo mà đi một mình nữa là nguy hiểm vô cùng, đúng không? Như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc như thế nào thì các ngươi cũng phải tránh xa điều ác như thế đó. Tức là đưa ra những thí dụ cho chúng ta rất là xác đáng vậy. Mình muốn tồn tại, mình muốn sống thì mình phải tránh xa thuốc độc, là những loại rất là nguy hiểm. Chúng ta thấy vừa rồi mà ở Việt Nam chúng ta mà chuyển hình như 11 kg radium gì đó trở về Liên Xô đó, chúng ta thấy không? Phải bảo quản, phải qua bao nhiêu công đoạn bảo hộ như thế nào, bởi vì đó là một cái chất phóng xạ nhiễm độc vô cùng nguy hiểm. Cái chất thật sự là kịch độc mà. Cho nên chúng ta bảo vệ biết bao nhiêu lớp kẽm, lớp thép, lớp sắt, biết bao nhiêu lớp cách ly như vậy. Có 11 kg thôi mà phải chứa cái thùng nặng cả 10 tấn như thế, là do quá trình bao quá nhiều lớp kim loại mà nó tăng sức nặng như vậy. Chúng ta thấy không? Như vậy thì ở đây cái độc hại là nó nguy hiểm, là chúng ta cần phải tránh xa như thế nào, thì bản thân chúng ta cũng cần phải tránh xa những điều ác như thế. Những điều ác nó ghê gớm như vậy. Cho nên trong cuộc đời, chư tổ đã từng dạy: thân cận thiện giả như vụ lộ trung hành, ti bất tắc y thời thời hữu nhuận, là vậy. Chư tổ đã khuyên chúng ta nên gần gũi những bạn lành mà chơi. Chúng ta chưa có đủ bản lĩnh để có thể chơi với những bạn xấu, để giúp bạn xấu, để độ bạn xấu, để giúp bạn xấu quay về con đường lương thiện. Chưa đủ bản lĩnh đó. Vì vậy trong cuộc đời nếu đủ bản lĩnh thì cứ bước vào. Điều đó rất là tốt, nhưng mà tôi nghĩ những người phải đủ bản lĩnh và có tâm Bồ Tát kìa mới có thể thực hiện điều này. Còn trên căn bản chúng ta rất là dễ bị nhiễm, thấy không? Con người chúng ta bình thường, chúng ta chưa rơi vào đường đó, chúng ta thấy cái đó rất là xấu, rất là rõ ràng đó. Từ cái ăn mặc cho đến những nhu cầu cuộc sống và những cái cách thức sống, nhất là những người ở dưới quê lên, thấy những người ở thành thị, ban đầu chúng ta ngại ngùng và chúng ta ái ố họ. Ồ, sống như thế đó mất nết quá, sống như thế đó nó không ra con người, sao thế đấy. Nhưng mà nói thời gian mà chúng ta cũng y chang nha. Cái này nó dễ làm chúng ta tập nhiễm, thấy không? Và con người chúng ta hay bị kích động. Chúng ta sống trong một môi trường, chúng ta là người tốt đi, nhưng mà chúng ta bước vào một môi trường xấu, bạn bè, tất cả mọi người nó hướng theo một con đường như vậy, chúng ta là sự người sống ngoại lệ, chúng ta sẽ bị nó ép, nó chỉ trích, nó thế này thế kia, thậm chí nó làm cho chúng ta phải mặc cảm đủ điều. Nhưng mà chúng ta biết chúng ta sống là tốt đó, nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta phải bị cuốn theo chiều gió. Vì vậy ở đây chúng ta phải tránh đi những môi trường xấu, phải không? Để nó làm giúp cho chúng ta ngăn lại cái ác để bảo toàn. Nhất là những người bị ma túy, phải không? Đâu phải tự thân họ bị ma túy ban đầu là đơn giản đâu. Họ là một người lương thiện, một sinh viên lương thiện, một con người lương thiện, một người công nhân lương thiện. Nhưng từ đâu ra? Từ những cái nhóm bạn, nó tập nhóm, nó đầu độc mình, rồi có những người đi cai nghiện về, lại không tránh xa cái môi trường xấu đó, lại gặp môi trường xấu đó, cai nghiện đã, cuối cùng cũng quay trở về như vậy. Vậy là người đó không biết tự bảo vệ lấy chính mình. Cái người đó chưa sống đúng theo lời Phật dạy. Lời Phật dạy đây rất rõ, Đức Phật biết tâm tánh của chúng sinh dễ bị nhiễm ô, dễ bị cái ác tác động. Cho nên Đức Phật khuyên rất là rõ, nhưng mà chúng ta không đủ can đảm. Mình biết mình lâm vào trong đó mình sẽ bị đó, nhưng mà cuối cùng không đủ can đảm đi bước ra. Và chính vì chỗ đó mình cứ quay đi quay lại trong những cái khổ đau hoài, là tại tự mình hại mình. Cho nên phải tự mình cứu mình, chứ đừng có nói ai cả. Cầu trời khẩn Phật cái này kia lâu lắm. Quan trọng nhất tự chúng ta cứu chúng ta là chắc ăn nhất. Và lấy gì để cứu? Lấy lời Phật dạy làm thước đo, làm động lực để tự cứu mình thôi, trong còn cách khác. Đức Phật đây cho thí dụ rất rõ, như người đi buôn mang nhiều của báo mà thiếu bạn đồng hành,
tránh xa con đường nguy hiểm làm sao, như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc như thế nào, thì các ngươi cũng phải tránh xa điều ác như thế đó. Phật nói rất rõ như vậy.